Và chào các bác, gửi tới các bác một cái mẫu thuồng chuyên dụng dành cho các bác đi bứng cây. Đây là hai cái mẫu thuồng phổ thông nhất mà các bác đang dùng nhiều. Thì bên em sẽ có 5 kiểu mẫu thuồng đánh cây để gửi tới các bác. Thì như các bác nhìn đây, cái hàng đầu tiên này, cây 1, 2, 3, 4, 5. 5 cây này sẽ là cái cây số cỡ đại nhất nhé. Và 5 cây bên này, các bác như các bác nhìn thì thấy hoàn toàn nó giống nhau, nhưng với những cái mẫu này thì nó sẽ khác nhau nhé. Cái mẫu đại số 4 kia nó sẽ nặng hơn, và cái mẫu số 3 này nó sẽ nhẹ hơn một chút, là chỉ ở phần lưỡi thôi nhé, chỉ ở phần lưỡi nó khác nhau thôi. Nhưng mà với cái mẫu phổ thông thì bên em đang gửi cái cỡ số 3 này các bác sử dụng nhiều này, cỡ số 4 các bác cũng sử dụng nhiều đấy. Và nếu như các bác mà có nhu cầu cần cái cây nhỏ hơn thì em sẽ có cây nhỏ hơn nhé, nhẹ hơn, nhỏ hơn, nhẹ hơn thì cái lưỡi của nó thì cũng như vậy thôi. Đây các bác này, nhưng mà cái thanh cầm này của nó nhé, nó sẽ nhỏ hơn. Đây này, cái phần tay cầm nó sẽ nhỏ hơn, nhẹ hơn. Và phần lưỡi thì nó cũng không kém cái số 3 này đâu. Cái cây này em gọi là cây số 2. Và tiếp theo là cây số 1. Cây số 1 là cây nhỏ nhất nhé. Đây, nếu như các bác mà đánh những cái cây tiểu thì các bác có thể sử dụng cái mẫu thuồng này. Cái mẫu thuồng này thì dành cho các bác bứng cây nhỏ. Đấy, cùng một cái dòng thép níp hết nha các bác nhé. Vô cùng là sắc bén và chắc khỏe. Thì bên shop em sẽ nhận ship toàn quốc. Các bác ở đâu mà trên mọi miền Tổ quốc khi xem được cái video này của em mà muốn đặt sản phẩm thì hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại là 0869054295. Đó là số điện thoại chính của bên em, chuyên cung cấp về tất cả những cái mẫu dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ bonsai, dụng cụ làm vườn. Thì đây là số 1 này. Và cái số 2 thì em đã vừa giới thiệu tới các bác, đây là số 2. Cái lưỡi của nó sẽ tương đương với lưỡi số 3 nhé, nhưng cái cán nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, một cái video em chi tiết về cái mẫu thuồng, bởi vì cũng rất nhiều bác sử dụng cái mẫu thuồng này để đi bứng, đi đánh cây. Đấy, đây là mẫu số 2, các bác nhìn nhé, nhận xét đầu tiên là cái ống nó sẽ nhỏ hơn này, cầm nó sẽ nhẹ nhõm hơn, trọng lượng của nó cái này thì nó tầm độ 2 kg này quá, em chưa cân cụ thể đâu, nhưng nó rất là dày dặn và nặng. Và đây là cây số 3. Cây số 3 thì với cái mẫu này thì em bán là số lượng lớn nhất. Đấy, để gửi tới các bác. Chất thép nhíp đều như nhau hết nhá. Khi các bác mua thì rất cảm ơn có một bác trong miền Nam. Có nghĩa bác cứ mua hộ cho các bạn của các bác phải đến 10 cây rồi. Chưa bác nào phải chê với cái mẫu thuồng và cũng như cái chất thép này. Đấy, rất chi là chai lì nhá. Đây. Đấy, thì đây là cây số 3, cái ống nó sẽ to hơn. Thì em sẽ đo kích thước để các bác nhà mình mua nhận biết được cây số 2, cây số 3. Cái cây số 3 này, cái kích thước cỡ của nó từ cán cho đến hết lưỡi thì nó sẽ là 98 nhá. 98 cm. Cây số 3. Cây số 2 thì nó sẽ là cũng 98 cm luôn, chỉ ống nó nhỏ hơn thôi các bác ạ. Và cây số 1 em xem nó là bao nhiêu sen này. Đấy, các bác mua rất chi là nhiều bác hay nhầm nhá. Cho nên là các bác cây số 1 của bên em sẽ là 86 nhá. 86 cm. Và tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 là cái cây đầm mà to mà nặng nhất. Các bác có thể sử dụng để bứng những cây to là đây là cây số 4 này. Cái lưỡi của cây số 4 này nó sẽ dài hơn nhá. Lưỡi của cây số 4 nó sẽ là cái lưỡi của nó là 34. Cái lưỡi của cây số 3 nó chỉ là 32 thôi nhá. Cái cây số 4 này nó sẽ là 1m1 nha các bác ạ. 1m1 cây số 4. Và tất cả cái cây số 4 này thì đều to vượt trội hơn cây số 3. Nhìn thì nó tương đương nhau nhưng mà cái trọng lượng của nó rất là nặng. Đây em phải lấy ra. Và cây số 4 thì như các bác nhìn nhá, cái chất thép của nó này, cái độ nó sẽ dày hơn. Cái độ lưỡi này của nó sẽ dày hơn này. Và cái lưỡi này của nó cũng dài hơn. Nó là 34 cm. Đấy, cái này thì nó theo khuôn nhé. Cũng có đợt nó chênh nhau 1-2 phân, nhưng nó chỉ chênh nhau ở cái phần củ này các bạn. Có lần cái củ chui nó dài hơn thì nó lên độ 2 phân, không vấn đề gì cả. Đấy, cũng có bác thắc mắc là có lần nó 34-35 phân, thôi sau lần này có 32. Thì khi cái củ này nó chìa dài lên trên này, em đo cả củ thì nó thêm được mấy phân. Còn thực tế nó vẫn như nhau hết. Đấy các bác này, một cái mẫu thuồng bằng thép nhíp nhé, vô cùng là chắc khỏe, cây số 4, dài 1m1, rất chi là nặng và đầm tay. Đây
đây là cây số 4 này. 2, 4, đây, từ đây là cây số 4, còn từ đây là cây số 3 này. Và tiếp nối thì sẽ chi tiết với các bác cái mẫu thuổng, các mẫu lưỡi thuổng. Đây các bác nhé, bên shop đã nhận là bán lưỡi thuổng rồi. Các bác mà cần lưỡi thuổng này về tự các bác chế ống, chế cán thì các bác có thể mua cái lưỡi này. Chất liệu thép của bên em thì cùng một dòng hết, đều là thép nhíp, vô cùng là sắc bén và chất lượng. Đây, rất chỉ là sắc bén nhé. Đối với các bác đánh cây thì em thấy bác nào cũng sử dụng một chiếc, thì tùy theo mức độ các bác đi đánh cây to hay đánh cây nhỏ. Đấy thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em để tham khảo những cái mẫu sản phẩm về bonsai, về những cái dụng cụ làm bonsai cần thiết. Một cái video ngắn em vừa đăng tải về cái mẫu thuổng để các bác nhà mình được tham khảo. Thế qua cái video này các bác mà đang cần tới những cái đồ dùng thì hãy liên hệ tới bên em, kết bạn Zalo với em qua số điện thoại là 0869054295. Đó là số Zalo của em, số chính em chuyên cung để em chuyên tư vấn các bác về tất cả những cái mẫu sản phẩm. Và mong các bác khi xem được cái video của em, các bác cứ alo trực tiếp để sẽ biết chất lượng và cũng như là cái giá cả và cũng như là cái độ của dài ngắn của cái mẫu thuổng này. À, vâng, thế em cũng xin kết thúc cái video này nhé. Các bác mà muốn theo dõi những cái sản phẩm tiếp theo của bên em về những cái dụng cụ hay thì đừng quên ấn like chuông và đăng ký ủng hộ kênh. Mỗi lần em sẽ chia sẻ về một mẫu để các bác nhà mình được tham khảo. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.